Hi, xin chào các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nguyễn Family Boston. Hôm nay thì gia đình mình đang có mặt tại Georgia và đang đến cái quán lẩu I Love Pork Pork. Ở đây quán lẩu này có điều đặc biệt là nó gọi là lẩu băng chuyền nha. Thì hôm nay mình thử ăn như thế nào. Mình nghe nói quán lẩu này thì rất là ngon và điều đặc biệt là thức ăn là nó chạy vòng vòng đó các bạn. Họ gọi là lẩu băng chuyền. Nói chung là cũng lạ. Thì nào giờ mình cũng chưa có bao giờ nhìn thấy. Cho nên gia đình mình đến đây ăn cho biết đó các bạn. Mình đến đây thì mình thấy không gian quán rất là to luôn. Rộng, sạch sẽ ha. Có thể chứa cũng rất là nhiều người. Cái quán rất là lớn. Hôm nay nhà mình đến nơi ăn lẩu nè các bạn. Lần đầu tiên nhìn thấy cái lẩu giống vậy. Chạy ha. Thì món gì? Bún. Có cover lại hết, rất là sạch sẽ ha. Mình ngồi đây mình thấy cái nào thì mình bưng xuống. Đây gì đây? Trứng. Mình muốn ăn cái nào thì mình lấy cái đó hả? Noodle. Tofu skin. Rất là sạch sẽ ha, đầy lên hết. Một phần thì có mấy cục thôi là đủ cho một người ăn. Mì gói ha, có đủ hết. Mình muốn lấy cái nào thì mình lấy ha. Ở đây có cái lò ha, cái lò này là mỗi người ăn một cái. Cái lẩu để đây. Cái này là mình order soup base là nước súp ha, mỗi cái là 5 đồng. Cái đây có là cái này là một thái. I love pork pork. Chicken là gà, cái này là bò, cái này là chay, có nước chay luôn. Cái tùy theo món giá nhiều. Đuôi bò với sò. Mình chọn cái soup base first. Seafood. Ở đây cái màu này là mỗi màu là nó tương ứng với cái khác nhau. Có theo cái màu dĩa này mình giữ cái dĩa. Rồi lúc mà tính tiền là người ta tính tiền để nhìn cái màu nào. Ở đây có nước chấm mình tự lấy ha. Nước mắm. Đây chén đây. Múc đi, múc cái nào, nước chấm nào đây. Không có để chữ. Rồi, có nè, có để chữ nè. Soy sauce gì, đủ hả? Mình tự lấy nha. Cái sauce ở đây rất là ngon luôn nha. Mình có thể mix từng trộn cái những cái nào mà mình thích ha. Mình thì mình ăn tỏi nè, hành. Cái BBQ sauce. Đây có tên hết từng loại ha. Ginger fish sauce, sesame oil, spicy mayo, những cái sauce này ha. Đây mình ăn cái loại này, cái này ngon nè. Shiny BBQ sauce, ớt, loại ớt này mình thích lắm. Cái chén sauce sau khi mình đã pha xong là như thế này nha các bạn, mình có bỏ một ít nước tương ngọt vào nữa. Nói chung cái sauce ở đây rất ngon luôn. Ở đây có trái cây luôn nè, phải không? Có phải bí, trái bí. Bí rồi khoai môn. Ok, thích cái này nè, lấy cái này đi. Lấy hết nguyên một dĩa. Cũng dễ gớt quá ha, phải gần cái từ dưới ha. Rồi lấy cái này. Lấy nhanh. Một tay quay lấy hơi bị sợ nha, rất cái bọc nha. Đây. Đi ngang rồi mình lấy. Cái này cua giả. Nấm bên kia. Cái này là pork belly. Heo, thịt heo. Ba chỉ. Cái này shrimp bo. Tôm. Tender.
có dưa hấu gì tùm lum trái cây mì nè, bếp ăn mì không nè bé? Mì nè ăn không? Không, chỉ ăn ấy thôi có à, đúng rồi, có cá kìa bé, sao mình kìa có lấy không? Ờ ok, cá gì còn cá này cá gì cá? Tôm. Chấm vô đây. Cả nhà đang lẩu quá trời vui. Chia. Ok. Nói chung là ở đây là mình thấy đồ ăn ngon nha các bạn. Cái lẩu này ngon nha, đậm đà nước, đậm đà. Và cái seafood nè, tươi. Tươi nha, rất tươi. Và rau cũng rất là tươi, ngon nha các bạn. Mình nhìn trong hộp thì mình không có biết được, nhưng mà khi mình ăn vô thì mình thấy rất tươi, non. Và những cái đồ nhúng cũng rất là ngon nha. Hải sản rất tươi, nước chấm cũng ngon các bạn. Nói chung cái này là mình chấm điểm là 10 điểm. Rất ngon. Sao? Hả? Thi ăn có ngon không? Nói lớn lên quay mặt qua đây ngon không? Rồi con thích ở đây không? Thích hả? Wow, cái này là Thi ăn cái gì? Cái nước của Thi là nước gì? Thái. Ờ Thái hả? Ngon hả? Được hả? Dạ. Của chị cũng lẩu Thái luôn hả? Chị thích hả? Để ăn lóc xà heo hả? Ngon hả? Ngon lắm. Tươi hả chị? Tươi. Tươi. How about you? You like it? You like it? Good hả? Ở đây là nói chung là người Mỹ mà kén ăn nhất cũng ăn được luôn. Yeah, very good hả? You like it here? You like it here? Vô. Vô. Nói chung cái này cũng vui á, đi ăn lạ ha. Lần đầu tiên nhà mình đi đến đây ăn thì thấy cũng lạ nè. Ở đây là họ để những cái dĩa ở đây nó xoay vòng vòng ha. À, không gian thì rất là đẹp và rộng rãi luôn. Họ để đây đủ các món ha, chạy chạy vòng vòng. Mình muốn ăn cái gì thì mình lấy cái đó. Và cái giá tiền thì nó tùy theo cái màu ha. Mình ăn xong thì bắt đầu mình sẽ nhìn cái màu nào đó họ tính tiền cho mình. Mỗi màu thì giá tiền khác nhau. Ví dụ như hải sản thì giá sẽ đắt hơn. Đây mình trồng dẻ như thế này và họ sẽ tính tiền sao ha. Nói chung là ở đây là mình cũng rất là thích. Ở đây chị Hà chấm mấy điểm? Chấm mấy điểm? Mấy sao? Chấm 9 điểm. 9 điểm hả? Nãy em cho 10 điểm, chị Hà cho 9 điểm. Trời gì mà nhanh dữ vậy? Đối ở đây ngon thì cho mấy điểm? 8 điểm hả? Trời chứ Thi cho kẹo quá. Cho kẹo quá. Đó, đây có tôm nè ha. Tôm mình đó. Dạ. Ở đây cũng có bán đầy đủ đồ ăn con nít nè. Bé Bi không ăn lẩu được thì ăn french fry nè. Rồi cái này là gì? Gà hả? Chicken tender hay là ăn. Em mở ra đây tôm ha, nhìn thấy cũng tươi ha. Đủ hết. Ở đây có rau muống ha, rau muống cũng tươi nè. Quấn quấn vậy chứ mình dở lên là nhiều lắm á nha. Bé xới lên nhiều đó. Đây là bạch tuộc ha, bạch tuộc. Cái này là cá sa mần, tươi. Bây giờ thì đã sắp ăn xong rồi ha. Nói chung là ở đây đồ ăn rất là ngon, hầu như ai là cũng thích cái món này hết. Okay, very good ha. Bây giờ nó chồng lên một chồng dĩa rồi nè. Mỗi dĩa mà là một màu giá tiền khác nhau ha. Dĩa hầu như nó trống hết, là nhìn thấy hết đồ ăn là biết là ngon rồi ha.
Hay là hát hát bên đề của Tư không? Lớn lên. Wow. Lớn lên. Đây cũng có tráng miệng trái cây này kia đủ hết ha, mà kho vờ lại không thấy rõ, có chôm chôm nho mình đó, thịt à. Lấy hả, muốn lấy hả, hay sao, cũng ăn trái cây không đó, trái cây có rồi đó kìa, đi rồi, đi từ bên đó nè kìa, bên đây khu theo bên đó mà cũng có chạy vòng vòng à, đồ ăn. Vui ha, chủ yếu là mình nhìn thấy đồ ăn chạy vòng vòng là lạ, nãy giờ chưa có ăn giống vậy. Đúng rồi. À, em cũng không biết, nãy giờ thì mới ăn lần đầu nên em không biết. Nói chung là vui. Chị hả? They have the sushi. Oh, they have sushi too here? No, yeah, with the sushi. Sushi nó cũng có chạy giống giống vậy, nó có một chỗ. Thì nó có một chỗ là cũng có sushi chạy vòng vòng giống vậy. Là nhà hàng Nhật á. Nhà hàng Nhật á, chạy kiểu này. Sushi thì chị thấy rồi. Lẩu thì mới. Cái này là I Love Hot Pot ha. Cái tên của cái tiệm là I Love Hot Pot. Nhưng mà vậy cũng được chạy, nhưng mà chạy lại. Đậy lại thì nó vệ sinh, đúng rồi, nó mình đứng đây mình nhìn sạch sẽ. Nói chung là phải đậy lại như vậy nó sạch hơn. Đây. Ngon. Nó ngon bởi vậy á, hết sạch luôn, nước mà muốn cạn luôn, hút muốn hết luôn, cạn luôn. Hợp khẩu vị. Ổng nói ổng ăn nhiều mình. Đó, ổng em ăn nhiều hơn mình thì có thể đó, ổng ăn nhiều hơn em đó. Cái nước em còn kìa, nước không ăn. Dạ, nước chấm này rất là ngon nè. Dạ, mình phải tự đi làm nước chấm. Dạ, nhưng mà nước chấm này rất là ngon. Dạ, ngon hết là biết ngon rồi. Em cũng thấy ngon nữa, cái nước chấm đậm đà này, cái nước lẩu này cũng đậm đà nữa đó. Có sushi chạy ra nè, có sushi chạy ra đó. Nãy giờ lo ăn không à, đâu có nhìn đâu. Dạ, no quá rồi. Chín người ăn một chồng dẻ ở đây. Bây giờ bắt đầu đếm. Đếm này mới vui nè. Chín người ăn nhiêu đây? Đó, giờ đếm dẻ là tính ra bao nhiêu tiền. Xanh đỏ tím vàng. Một mình ông đó đó. Một mình cái ông đó ăn là nhiêu đây nè. Dữ quá. Ngon lắm sao ăn nhiều vậy? Mami. Sao? Ồ, hay là giỏi luôn, hay là ăn nhiều quá. Mami biết rồi. Mami. Ngồi cắn vô đó hả? Đi thì sau khi mà tính tiền là cả gia đình mình là 9 người đi ăn là 367 đồng là nguyên hai cái chồng dĩa này nè. Thì 9 người là 360 đồng, tính tiền tip vô luôn thì tính ra một người là khoảng 40 đồng ha. Nói chung cũng giá cũng ok. Thì 360 đồng đó là trong đó là có mình order nước thêm, thành ra giá tiền nó khác nha. Mỗi người order nước uống khác nhau nữa. Đây, bên đây có tháp Eiffel nè. Chụp vô đây chụp hình đỡ khỏi qua Pháp, tại nãy giờ không được đi Pháp. Đây cái tiệm ở ngoài là I Love Hot Pot ha. Nếu mà bạn nào đến Georgia muốn kiếm đồ ăn nào ngon, tìm đồ ăn nào ngon thì có thể đến đây I Love Hot Pot ở Georgia nha. Nói chung là tiệm này ăn cũng ngon đó các bạn.
Hôm nay thì mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Nếu các bạn có thích video của mình thì các bạn hãy bấm like, share và bấm subscribe để đón xem những video tiếp theo của mình nha. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye.